Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, khi bàn về sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều người nước ngoài mà đặc biệt là Trung Quốc thường hay tỏ ý khinh thường. Họ bảo rằng quân đội Việt Nam chỉ biết nhận viện trợ vũ khí từ Liên Xô và Trung Quốc để đánh Mỹ, chứ không thể nào có khả năng sản xuất súng ống, tên lửa. Thậm chí đã từng có một giai thoại về một câu nói của một người Hàn Quốc rằng đến cái ốc vít mà người Việt Nam còn không thể chế tạo được thì nói chi đến những vũ khí hiện đại, phức tạp. Vậy nhận xét của người nước ngoài có đúng hay không? Có thật là quân đội Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu không có khả năng tự sản xuất vũ khí? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, trải qua gần 100 năm thành lập và phát triển, quân đội nhân dân Việt Nam đã từng bước hoàn thiện không chỉ về sức mạnh chiến đấu thuần túy mà còn ở khả năng hậu cần, sản xuất. Từ những xưởng quân giới đầu tiên của giáo sư Trần Đại Nghĩa đến những nhà máy quân giới khổng lồ hiện nay như Z-111, Z-125, quân đội Việt Nam đã tự chủ chế tạo được hàng trăm loại vũ khí khác nhau. Sau đây, tôi sẽ điểm qua top 10 vũ khí mạnh nhất mà Việt Nam sản xuất được nhá. Thứ nhất, sơn tàng hình. Sơn tàng hình là loại sơn hấp thụ sóng radar dùng để phủ lên bề mặt các mục tiêu quân sự nhằm bảo vệ nó trước sự phát hiện, định vị của radar đối phương, là một trong những biện pháp quan trọng để ngụy trang, tăng tính sống còn cho vũ khí. Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học, Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự vừa nghiên cứu chế tạo thành công loại sơn hấp thụ sóng radar có ký hiệu PD-RAP-MEH, sử dụng để sơn phủ các loại vũ khí, trang thiết bị nhằm giảm thiểu tiết diện phản xạ hiệu dụng, nâng cao khả năng ngụy trang của vũ khí, trang bị kỹ thuật đối với các thiết bị trinh sát, phát hiện và điều khiển sử dụng bức xạ sóng radar trong giải băng X từ 8 đến 12 GHz. Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12 GHz ứng với độ dày màng sơn 1 mm, lớn hơn 94%. Thời gian sống của sơn sau khi pha trộn từ 2,5 cho đến 3 giờ. Nguyên liệu để sản xuất sơn hấp thụ sóng radar PD-RAP-MEH có thể chủ động trong nước, trong khi công nghệ chế tạo không quá phức tạp. Qua thực tế cho thấy, sơn có thể ứng dụng tốt trong một số lĩnh vực với giá thành rẻ hơn so với những sản phẩm nhập ngoại, nên việc sản xuất thành công có ý nghĩa rất quan trọng, cần tiếp tục mở rộng. Được biết, làm chủ được công nghệ sơn tàng hình hiện nay trên thế giới chỉ có Mỹ, Nhật và Nga. Thông tin được truyền thông Đài Loan đăng tải khi nói về việc Trung Quốc phát triển máy bay tàng hình nội địa. Thứ hai, vũ khí bơm hơi. Nhà máy Z-176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo các loại vũ khí bơm hơi mô phỏng vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hiện đại có trong biên chế quân đội ta hiện nay. Trong đó có thể kể tới xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa S-300, PMU-1, tiêm kích đa năng SU-30 MK-2. Việc Việt Nam có thể chế tạo được các phương tiện ngụy trang vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại giành được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Nga cũng như trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Theo trang quân sự Sina của Trung Quốc, việc sử dụng vũ khí ngụy trang là rất phổ biến trong lịch sử quân sự thế giới, có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù và giảm bớt tỷ lệ tổn thất của thiết bị chiến trường, đồng thời còn đánh lừa được trinh sát tình báo của bên kia và che giấu được mục đích chiến lược thực sự. Sina còn nhận định ở điểm này quân đội Việt Nam đang làm rất tốt. Trong khi đó, tờ Avia.pro của Nga lại tỏ ra khâm phục tài năng và trí tuệ của các kỹ sư quân sự Việt Nam khi có thể sản xuất được các hệ thống vũ khí ngụy trang bằng cao su có hình dáng bên ngoài rất giống các loại vũ khí nổi tiếng của nước này như SU-30 MK2 và S-300 PMU-1. Thứ ba, súng. Kể từ năm 2015, nhà máy Z-111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã sản xuất thành công súng trường bộ binh Galil X-31/32 theo công nghệ chuyển giao từ Israel. Súng đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng và đạt các tiêu chuẩn tốt, đã được sản xuất số lượng để trang bị cho một số đơn vị đặc biệt như đặc nhiệm biên phòng, đặc công. Qua tiền đề súng Galil X, Việt Nam đã cho sửa đổi một số nâng cấp trên súng để phù hợp với các điều kiện tác chiến thực tế của chiến sĩ ta trên chiến trường. Từ đó, cho ra đời mẫu súng STV 215/380 chuyên biệt chỉ có ở nước ta. Khẩu súng kế thừa những gì tốt nhất của thiết kế Galil X kết hợp với một số chi tiết kiểu AK huyền thoại, tạo cảm giác cực kỳ gần gũi cho người lính. Hiện nay, nhà máy Z111 đang vận hành dây chuyền sản xuất đại trà súng trường bộ binh STV 380 và phiên bản cabin của nó là STV 215 với số lượng hàng chục ngàn khẩu mỗi năm để có thể nhanh chóng thay thế súng AK cũ đã có trong biên chế quân đội ta từ thời chống Mỹ. Mới đây, những hình ảnh công bố cho thấy nhà máy Z111 đang chế tạo loại súng ngắn Rechico 941 do hãng súng nổi tiếng EWE Israel thiết kế trong giai đoạn 1990. Súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum chuẩn NATO và vô cùng được ưa chuộng trên các dòng súng ngắn, súng tiểu liên trên thế giới. Thứ tư, súng chống tăng. Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ để sản xuất một số loại vũ khí chủ lực. Trong số này có súng chống tăng RPG-29 và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng bên cạnh việc mua giấy phép để sản xuất trong nước.
Được biết, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực kỳ nguy hiểm này trong khoảng 5 năm trở lại đây. Việc tự sản xuất được khẩu súng chống tăng này cho phép quân đội ta chủ động về mặt trang bị, sẵn sàng sản xuất ở quy mô lớn, số lượng nhiều ngay lập tức khi có yêu cầu. Ra đời thay thế RPG-7 và RPG-16, súng chống tăng RPG-29 Vampire do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí, việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân của Syria khiến Nga và cả Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ, có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại bao gồm cả M1A2, Abrams của Mỹ lẫn T-90A của Nga. So với các loại súng phóng lựu chống tăng vác vai khác như B-40, B-41, SPG-9 có ưu điểm về tầm bắn hiệu quả là 800m và tầm bắn tối đa là 1.300m. 5. Súng bắn tỉa. Việt Nam không chỉ chế tạo thành công mẫu súng bắn tỉa hạng nặng KVSK của Nga mà còn có cả khẩu OSV-96. Đây được xem là một trong những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. OSV-96 là súng bắn tỉa công phá được nghiên cứu tại Nga vào đầu những thập niên năm 1990. Súng được đưa vào sản xuất và trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm của Nga vào năm 1994. Điểm độc đáo của khẩu súng này chính là khả năng có thể gập ngang thân súng để giảm chiều dài khi hành quân. Điều này là rất quan trọng đối với người lính bắn tỉa khi phải di chuyển trong môi trường kín đáo. Trong dịp trưng bày tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9, tổ chức ngày 1 tháng 7 năm 2015, trong danh mục các loại vũ khí Việt Nam sản xuất có sự xuất hiện của súng bắn tỉa OSV-96. OSV-96 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thoi nạp đạn xoay cho một súng bắn tự động. Trong bộ khóa nòng sẽ có các móc khóa viên đạn cố định vào vị trí khi xoay thoi nạp đạn. Nòng của OSV-96 được gắn một cách tự do vào súng để tăng độ chuẩn xác, cũng như có bộ phận chống giật ở đầu nòng súng. Có thể nói, nó có thể gắn chân chống chữ V để tăng tính chính xác khi tác chiến. Ngoài việc sử dụng ống ngắm, OSV-96 còn có hệ thống điểm ruồi dự phòng để sử dụng khi cần thiết. Báng súng của loại súng này là bằng nhựa tổng hợp và có thể điều chỉnh độ cao cũng như độ dài. Với những tính năng như sức công phá của OSV-96, đây được coi là dòng súng bắn tỉa hạng nặng hiện đại nhất của Việt Nam. Thứ 6, tên lửa chống tăng. Theo bình luận từ trang Sina của Trung Quốc, tên lửa chống tăng CTVN-18 được sản xuất trong nước do Việt Nam cải tiến dựa trên nguyên mẫu B-72 trước đây. Đánh giá sơ bộ thì đầu tiên tên lửa CTVN-18 có trọng lượng lớn hơn một chút so với loại HJ-73D, Hồng Tiễn 73D của Trung Quốc và thiết kế khí động học cũng tương tự. Báo chí Việt Nam từng cho biết, sau cải tiến, tên lửa có khả năng xuyên thép đồng nhất, dày 750-800mm sau khi đã phá lớp giáp phản ứng nổ, sử dụng chế độ điều khiển trực tiếp bằng tay và chế độ bắn tự động. Vận tốc của tên lửa nâng cấp lên tới 135m/giây và đủ sức diệt xe tăng chiến đấu chủ lực MBT thế hệ mới ở cự ly từ 500m cho đến 3.000m. Thứ 7, tên lửa phòng không vác vai. Việt Nam bắt đầu trang bị tổ hợp tên lửa Eagle phòng không vác vai do Liên Xô sản xuất từ năm 1987. Cho tới ngày nay, qua hàng chục năm nghiên cứu và nhận chuyển giao công nghệ từ Nga, Việt Nam tới nay đã bắt đầu tự chủ trong việc sản xuất tên lửa Eagle để trang bị cho các lực lượng bộ binh. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam đã tự sản xuất được hai phiên bản tên lửa phòng không Eagle, bao gồm 9K310 Eagle cho việc phòng không trên bộ và 9K310 Eagle-1E cho việc phòng không trên biển. Với loại tên lửa này, lực lượng bộ binh hoàn toàn có đủ khả năng đối đầu với các loại trực thăng của đối phương hoặc thậm chí đánh chặn cả tên lửa ở cấp độ thấp. Với trọng lượng chỉ 17,9kg, khi bao gồm cả đầu đạn, tên lửa Eagle hoàn toàn phù hợp với thể trạng của người dân Việt Nam. Thậm chí, trong quá trình hành quân, binh lính mang theo tên lửa Eagle có thể tháo tên lửa ra khỏi ống, giúp san sẻ trọng lượng mang vác cho từng người lính khi hành quân đường dài. Với lực lượng hải quân Việt Nam, tên lửa Eagle được trang bị trên các tàu tên lửa cao tốc Monia, tàu pháo TT-400TP và một vài loại tàu khác mà Việt Nam đang chế tạo. Thứ 8, radar. Từ kinh nghiệm tác chiến chống máy bay tàng hình ở Iraq, Nam Tư, Syria, phòng không Việt Nam đã rút được ra nhiều bài học quý, trong đó có việc phải sở hữu các loại khí tài trinh sát thế hệ mới, hiện đại, phát hiện được máy bay tàng hình. Một trong những loại radar hiện đại bậc nhất mà phòng không Việt Nam được trang bị gần đây chính là RV-02 Made in Vietnam. Đây là loại khí tài trinh sát đường không mới, có cự ly phát hiện mục tiêu từ rất xa, chống nhiễu tốt và đặc biệt có khả năng phát hiện máy bay tàng hình, tạo ra sức chiến đấu mới cho lực lượng phòng không không quân Việt Nam. RV-02 có khả năng cơ động trên mọi địa hình, triển khai, thu hồi cực nhanh chỉ trong vòng 10 đến 15 phút, đáp ứng yêu cầu tác chiến phi đối xứng, phòng tránh đánh trả. Đồng thời, RV-02 không những có khả năng phát hiện mọi loại mục tiêu bay ở cự ly xa mà còn có thể bắt được các đám mục tiêu có diện tích phản xạ radar nhỏ hoặc sử dụng công nghệ tàng hình. Thứ 9, máy bay không người lái. Năm 2013, Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không, Không quân đã công bố triển khai thử 5 mẫu máy bay không người lái. Trong số các mẫu thử nghiệm, UAV-02 thể hiện tính năng tốt hơn. Máy bay được thiết kế với hai động cơ phản lực, sải cánh 2,8m, chiều dài thân 2,5m,
máy bay có thể đạt tốc độ hành trình từ 250 đến 350 km một giờ, bán kính hoạt động 100 km, độ bay tối đa 8.000 m. UAV-02 nặng 38 kg khi đạt đủ nhiên liệu với thời gian hoạt động tối đa là 45 phút. Máy bay không người lái hạng nhẹ VP Patrol do các nhà nghiên cứu tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chế tạo năm 2013 có thể hoạt động tốt trong thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ chỉ 10 độ C và có mây mù. Máy bay được làm bằng composite hàng không chất lượng cao với sải cánh 3,3 m, trọng lượng cất cánh 26 kg. Vận tốc của VT Patrol có thể đạt từ 100 đến 150 km/h, cự ly hoạt động 50 km. Trinh sát quan sát bằng camera hồng ngoại Full HD có thể nhận dạng và phân biệt mục tiêu người lính trong khoảng cách 600 m. Đầu tháng 5 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST đã thử nghiệm thành công 3 trong 5 mẫu máy bay không người lái. Trong đó, loại lớn nhất có thể bay với bán kính 100 km, trần bay 3 km, tối đa độ cao là 180 km một giờ, thời gian hoạt động trên không 6 giờ và có thể bay cả ngày cả đêm. Máy bay được thử nghiệm ở Hà Nội, Tây Nguyên, Khánh Hòa và cho ra những bức ảnh đẹp rõ nét. Thứ 10, tàu chiến. Có thể trên thế giới, ít có những loại tàu chiến tấn công nhanh, cỡ nhỏ nào lại có hỏa lực mạnh như lớp tàu chiến tấn công tên lửa Moniya mà Việt Nam đã sản xuất. Tàu tên lửa lớp Project 1241.8 Moniya được mệnh danh là tia chớp vì sự lanh lẹ cùng khả năng tác chiến đáng sợ. Chúng được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác của đối phương. Mặc dù với lượng giãn nước không lớn, nhưng với hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, phù hợp khi hoạt động ở những vùng nước nông ven bờ, tàu tên lửa lớp M sẽ bổ sung và nâng cao đáng kể sức mạnh tác chiến cho Hải quân Việt Nam. Trước đó, ngày 23 tháng 10 năm 2012, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam đã hạ thủy tàu DN-2000 mang số hiệu CSB-8001. Đây là tàu cảnh sát biển lớn nhất được Việt Nam đóng mới và hạ thủy. Chiếc tàu này đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu vũ trang Việt Nam từ trước tới nay. Được thiết kế hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, gió cấp 10, có thể kéo các tàu khác có độ chắn nước hàng ngàn tấn trên biển. DN-2000 là tàu cảnh sát biển cỡ lớn đầu tiên được đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam. Tàu dài 90 m, rộng 14 m và có độ cao mạn tàu là 7 m. Khi hoạt động trên biển, DN-2000 có thể đạt tốc độ hải trình tối đa tới 21 hải lý một giờ và tầm hoạt động đạt 5.000 hải lý. Khi chạy ở vận tốc 15 hải lý trên giờ, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm. Tầm quan sát và hoạt động của tàu còn được nâng cao nhờ việc mang theo một số máy bay trực thăng K-28 của Nga và các trang bị đi kèm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã đóng được tàu pháo TT-400TP số hiệu HQ-275 cho quân chủng Hải quân vào năm 2012. Đây là chiếc tàu quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu TT-400TP là loại tàu chiến hiện đại. Đây là lớp tàu pháo hiện đại đầu tiên được Việt Nam tự đóng trong nước, dựa trên thiết kế sơ bộ mua từ nước ngoài, có nhiều đặc tính ưu việt khi hoạt động tác chiến trên biển. Tàu TT-400TP được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các đội tàu đổ bộ và tàu hộ tống, thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên biển, tiêu diệt các mục tiêu là tàu đổ bộ và tàu hộ tống của đối phương. Tàu được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại như pháo AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch, ta, hệ thống quang điện tử, các kho đạn pháo, tên lửa, được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống. Đây chỉ là những vũ khí tiêu biểu đang có trong kho của quân đội Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta còn có khả năng sản xuất rất nhiều những trang bị quân sự khác, sẵn sàng cho công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Video của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.